Hey, buổi sáng ở đây một mình thật là yên bình làm sao. Một mình chỗ nào? Ba cũng mình luôn á. Bọn mình. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hồi nói chuyện nó nhiều quá, Nói chung là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi Thái Lan. Ai, trời ơi, đúng ngay cái ngày đi chơi thì lại trời mưa. Mấy ní nhìn nè. Trời ơi, mưa to thật sự luôn á. Nhưng mà không sao, lỡ đến Thái Lan rồi, có mưa cũng phải chơi, hiểu không? Dân chơi là không sợ mưa rơi các bạn. Ok, bây giờ bọn mình sẽ đứng ở đây để đặt chiếc taxi. Sau đó là sẽ đi ăn cái rồi đi chơi sau nha. Ôi, Sam ơi, ở ngoài đây có nguyên xe túc túc Hello Kitty dễ thương quá nè. Ok mấy ní, hiện tại bọn tôi đã đến Icon Siam rồi đây. Thì hiện tại là tôi đang đề xuất cho mọi người là đi kiếm cái món nướng nha để ăn. Tôi là tôi hơi bị thích món nướng các bạn ạ. Tôi đang thèm thịt nướng quá. Đồ ăn Thái Lan thì đa phần sẽ là những đồ ăn nó hơi chua, hơi ngọt và hơi cay các bạn. Đó. Thì tự nhiên nói với nhìn mấy cái hình này xong tôi chảy nước miếng á. Nói chung á là bọn mình sẽ ăn những cái món đồ sống như thế này nè. Mình với Kairon thích mấy cái đồ sống như thế nè. Còn chị em Sim Sam chắc là sẽ ăn đồ chín. Một tí nữa còn đi chơi mà bây giờ ăn đồ sống thì nó có hơi nguy hiểm không ta? Có hơi nguy hiểm không Kairon? Được, được hết á. Hơi nguy hiểm nha. Đúng, hơi nguy hiểm nè. Hơi nguy hiểm nha. Đang đi chơi với người yêu mà tự nhiên bị mắc cũng hơi mệt á. Mà được cái menu đi đa dạng cậu ạ. Đẹp nha. Đối với một người có tâm hồn ăn uống như tôi á thì tôi muốn thử hết tất cả những món ăn ở đây luôn, nhưng mà cái bụng tôi không cho phép, nên là thôi tôi sẽ gọi những cái món nào mà tôi thấy nó độc lạ nhất để ăn thử nha các bạn. Đã đến Thái Lan chắc chắn không thể nào không uống trà sữa Thái. Ngon. Hồi nãy tôi có gọi thêm cái món này nhìn khá là lạ mấy bạn ạ. Tôi đang không biết rằng là cái cục màu vàng vàng trong đây là cục gì nữa. Cái nước này hình như là đá bào các bạn. Mình sẽ ăn thử một miếng. Cho thử miếng nước nha. Bây giờ nó được bưng lên rồi thì đây. Chua quá chị. Chua quá. Nó chua nhưng mà nó ngon các bạn. Cái này là cái món gì mà nó đang thui thùi lùi vậy? Heo chiên. Heo chiên. Xuyên thử miếng thịt heo này. Cái này là thịt heo chiên. Giống như là lá chanh các bạn. Cay quá. Cay quá. Một tí nữa sau khi ăn xong á thì bọn mình có một cái chuyến đi chơi. Thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem cái chuyến đi chơi đó của bọn mình nhé. Đây chính là món của tôi nè mấy ní. Sao mà cái món của tôi nhìn nó hơi khô ta. Nó là 4 con cua đồng được rang muối hả ta. Sim với Kai với lại Sam mỗi người con đi. Sim lấy con đi. Con cua gì mà nó nhỏ nhỏ dễ thương quá vậy. Trời, dễ thương lắm. Con cua gì mà nó dễ thương quá cho mình ăn thử nha. Ăn thử miếng đi. Ủa nó giòn nha. Ăn như snack đấy bạn ơi. Ôi nhưng mà nó mặn quá à. Mặn quá hả? Trang trí thôi mà không ăn. Lâu lắm rồi tôi mới thấy con cua đồng các bạn. Lúc trước ở dưới quê nha, mà mỗi lần trời mưa là bọn tôi sẽ thường hay đi gọi là bắt mấy con cua đồng này nè. Đó. Nhìn nó nhỏ vậy thôi nhưng mà nó kẹp hơi bị đau luôn đó. Cắn thử miếng nè. Nó giòn nhưng mà nó mặn quá. Nó mặn quá các bạn. Dạ. Sammy ăn dễ thương các bạn. Không, Sammy phải ăn giống hồi nãy á. Người ăn như hồi nãy, nhìn dễ thương mà. Cay. Bé ăn thử cái viên này đi, lạ lắm á. Viên gì đấy nhỉ? Viên này là cái trái gì vậy tụi mình không biết nữa. Chua. Chua chưa? Trái này là trái gì đó? Trái này là trái gì mình cũng không biết nữa bạn. Chưa giờ ăn trái này trên đời luôn á. Đúng rồi, chưa giờ ăn luôn các bạn. Chua. Kỳ á. Giờ thì Sammy quyết định dẫn tôi vô H&M để mua tôi cái áo màu hồng. Sammy chọn cho tôi cái áo này các bạn ạ. Sammy muốn tôi mặc cái áo này để chụp hình trong gọi là công viên sô cô la với Sam. Happy. Đẹp mà. Đẹp. Thì đẹp mà. Phong đâu nói gì đâu. Sammy đẹp quá trời mà hồng giống tôi nè. Rồi Sammy chọn là đẹp mà. Phong thấy Sammy chọn cái gì cũng đẹp hết. Không sao hết. Ok, wow. Tất cả anh em thì hiện tại bây giờ bọn mình đã cùng nhau đi đến công viên sô cô la rồi đây. Và như các bạn đang thấy sau lưng của mình, một cái công viên có rất là nhiều những bánh kẹo sau lưng luôn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vui chơi hết nguyên một ngày hôm nay tại công viên này nhá. Let's go. 120 baht cho một vé là khoảng 100 ngàn đó các bạn. Khá là rẻ.
Hôm nay Sammy lựa tôi nguyên cái áo màu hồng để tôi đi vào đây chơi. Sammy muốn tôi mặc áo hồng để chụp ảnh đôi với Sammy các bạn à. Nên là thôi, chiều người yêu thôi. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Vâng, và như các bạn đang thấy ở sau lưng của chúng ta, đây chính là công viên Sô-cô-la đó mấy bạn. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt tại đây. Và nhìn ở đây không khác gì là một cái thế giới cổ tích cả. Khi mà đến đây thì cảm thấy rất là dễ thương đó các bạn. Mình nghĩ là chị em Sim Sam sẽ cực kỳ thích ở đây luôn đó. Vô. Trời ơi. Trời ơi. Nhà đẹp cậu nha. Wow, quá đẹp luôn. Wow, quá đẹp luôn rồi. Ở bên kia có con gì kìa cậu. Ôi, con voi biết bay gì cậu. Trời ơi, wow. Mà nhà đâu mà đẹp quá vậy. Đẹp quá, nhà này là nhà tới xây đó. Nhà tới xây hả, nhưng mà thấy có nhiều hoạt hình quá, như bánh kẹo đi. Cái này ăn được mà cậu. Ăn được không? Cậu ăn cái ghế thử đi. Ngon quá. Ngon quá, ngon mà. Wow. Cậu làm gì cơ? Ở bên dưới này có một bạn mascot rất là dễ thương luôn. Có nguyên con rắn luôn nè bạn. Wow. Oh my god. Các bạn hãy nhìn trên tay của mình đi. Mình đang cầm con rắn ở trên tay này. Anh em đã thấy tôi ngầu chưa? Tôi cầm con rắn nhìn ngầu thật sự nè. Ở nhưng mà chúng ta có thể sờ vào đầu nó được không nhỉ? Được nha, sờ được nha mini. Ui, nó bò lúc nhúc trên tay của mình. Nhìn khá là dễ thương, so cute. Yeah. Ẹt. Nó cạp cái camera cái. Ủa, nó hình trái tim kìa. Nó hình trái tim kìa. Wow. Nó để cái đầu đó hình trái tim kìa. Wow. What? Capybara. Ủa. Ai? Cái kìa. Ôi, capybara kìa. Oh my god. Bây giờ mình thấy nó đó. Lần đầu tiên thấy capybara ngoài đời. Gặp idol ngoài đây thật rồi, idol kìa các bạn ơi. Ê Phong ơi, bất ngờ lúc Phong lần đầu gặp capybara ngoài đời luôn á. Idol với tôi, idol của tôi, từ tôi phải qua chỗ idol tôi, phải gần idol tôi hơn. Idol ơi, idol, cho em phỏng vấn idol xíu được. Hả? Idol ơi. Idol ơi, cho em phỏng vấn xíu được. Sao mà idol lạnh như băng vậy? Hả? Rồi xong luôn, idol bỏ đi rồi. Nhìn thấy con capybara nhìn đúng bữa luôn á. Ồ, ở trong đây chúng ta có thể cho capybara ăn được nha các bạn nha. Mình sẽ mua gọi là cái cây này cho nó ăn. À. Wow, capybara nó ăn cái lá này hả ta? Lá này là lá gì vậy trời? Hey boy, cậu có muốn ăn thêm không? Tôi tặng thêm nha. Đây. Nó rút của mình một cây rồi các bạn. Đây. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ơi, ăn đi nè. Ngon không? Ngon không? Bất ngờ liền đúng không? Ngon không? Ăn miếng nữa đi, ăn nhiều nhiều vô. Nhìn nó đúng hài lắm. Ok, bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau chụp một tấm ảnh. Nhưng mà không phải là chụp riêng bọn mình, sẽ chụp chung với bạn gấu này. Đáng yêu thật sự. Bạn gấu mẹ này nhìn gọi là rất là to luôn các bạn ơi. Tôi đứng kế bên bạn ấy mà bé to dễ sợ luôn á. Đây rồi. Từ nãy giờ tôi đi tìm bạn này nè. Wow, you so cool. Wow, bạn kinh công này hơi bị ngầu luôn đó. Wow, ở đây là tòa nhà gì vậy ta? Tại sao bên trong có nhiều bóng đèn quá vậy? Wow, hình như này là căn phòng ảo ảnh đó bạn ơi. Bước vào trong đây đi là phải cẩn thận, coi chừng bị đụng đầu đó nha. Mới vừa nói luôn. Ở đây thấy được tôi với Sam trong gương nè bạn. Các bạn thấy ở xung quanh không? Quá trời là bóng đèn luôn. Trời ơi, buổi tối mà nó thắp sáng lên nữa thì hơi bị đẹp luôn á. Các bạn thấy là ở hai bên bọn mình á, đang đi nè, có rất là nhiều bánh kẹo xung quanh luôn. Đó là mô hình bánh kẹo á các bạn. Nhưng mà đáng lẽ là đây là công viên sô-cô-la thì phải là bánh kẹo sô-cô-la chứ nhỉ? Tại sao lại là bánh kẹo bình thường nhỉ? Sammy thì ăn kem, còn tôi khát nước quá cho nên tôi phải làm ngay ly nước. Caron với Simmy ở bên tàu bên kia kìa các bạn. Ăn kem sô-cô-la không? Ăn không? Sim bảo ăn, đây là túi kem qua. Đây, mình sẽ quay cho các bạn coi không khí ở xung quanh nó sẽ như thế nào nè. Ở đây sẽ rất là đông người luôn và xung quanh sẽ có rất nhiều những bối cảnh rất là đẹp lạ. Có bạn gấu đang đứng nhảy trong kia kìa. Đó, nhảy rồi. Tôi thấy bạn khỉ đột đang nhảy trên kia, nhảy sung dữ vậy. Go!
Bạn khỉ đột nhảy ghê thiệt. Trời má ơi, nhảy ác luôn đó. Trời má ơi, bạn coi hai bạn kia nhảy kìa. Trời ơi, nhảy kìa. Ở bên đây cũng có hai ông đang đứng nhảy nè. Cô te thật sự. Thả tim nè. Sao chờ những tiết mục tiếp theo thì bọn mình sẽ tranh thủ ăn cái gì đó cho đỡ đói nha các bạn. Tại vì chơi từ sáng giờ cũng đói lắm rồi. Gì mà vui dữ vậy? Dễ thương nè. Ông gấu ngoài kia ông nhảy dễ sợ vậy. Ông nhảy ông ngã kia. Chơi phong nghèo, lên xe phong đều. Lê cô, lê cô. Go, go, go. Từ nãy xe quá à. Nhọc me luôn. Rồi. Yeah, ok 500 anh em, vậy là coi như đã kết thúc ngày thứ hai của tôi cùng với lại mèo Simmy, Sammy và Kyron rồi đó. Ngày thứ hai tại Thái Lan nha. Thì nói chung là nguyên ngày hôm nay bọn tôi là cùng nhau đi tham quan tại công viên Sô-cô-la này nguyên một ngày luôn rồi. Cho nên là cũng không có gì đó quá nhiều để quay cho anh em xem. Chủ yếu là đi tham quan ở trong cái công viên Sô-cô-la này thôi. Đấy, thì cũng vui với bạn ạ. Ở trong đây là cũng có rất là nhiều những cái bạn mascot khá là dễ thương nè. Rồi cũng có con capybara cho mình ngắm nó lần đầu tiên, nhìn thấy nó ngoài đời thật các bạn. Còn được cho nó ăn nữa chứ. Ok, thì ở đây buổi tối thì người ta sẽ bật đèn lên nhìn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Xung quanh nhìn cực kỳ màu sắc luôn nha. Màu hồng, màu xanh, đỏ, tím, vàng đầy đủ hết trơn á. Nhìn rất là vui luôn. Và bây giờ về nhà rồi mình vẫn còn nhớ cái không khí ở đó lắm luôn á. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như bạn nào mà thích video vlog của mình và muốn mình sẽ làm tiếp tập 3 ngày thứ 3 ở tại Thái Lan thì đừng quên hãy nhấn nút like video này và đăng ký kênh ủng hộ cho mình để mình có thêm động lực ra thêm video mới hay hơn cho các bạn xem nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye nha.